vì đâu yêu nhau anh hỏi em câu rằng hiền tình sao em thì em nói em chung tình hiền là vô xin lỗi em không cần chỉ cần yêu nhau em chấp nhận thương đau rồi ngày hôm xin chào anh nhé. Ở trong clip này em đang test con đẩy bãi BF Audio với mã H500 anh nhé. Một trong những dòng đẩy thương hiệu đến từ Mỹ, tiếng rất là hay. Hiện tại trong clip này em đang test chất âm mộc thôi, đánh từ máy tính và test với hai đôi loa anh nhé. Tiếng nghe rất là hay. Đối với dòng này thì với cái tiếng mic của nó rất là sáng tiếng và nó sạch tiếng cũng như là nó bay anh nhé. Và cái giải chung của nó thì nó không bị theo kiểu nhiều khi các bác hát là nhiều cái loa gióng lo dựng cái giải chung nó nhiều ấy, nhưng con này thì cái giải của nó lại rất là gọn, giải chung rất là gọn gàng đấy. Tiếng rất là sạch sẽ, bát đánh lực các bác nhé, và nó cũng gọn gàng. Con này chiều sâu nó tổng khoảng 40 cm thôi đấy. Nhẹ tầm một chục cân đổ lại. Dòng này thì nó nguồn sung thôi nhá, nguồn sung tiếng rất là hay. Con đẩy này thì nó đến từ thương hiệu BF, mà BF là một trong thương hiệu rất là lớn của Mỹ rồi. Cả những dòng loa BF các bác nếu mà anh bác nào mà lắp phòng rất đắt luôn. Hàng này thì hàng bãi nhưng nó còn rất là đẹp. Trong clip này liền lúc em test cho bác khách hai chiếc liền báo bác luôn, cũng như là test cho bác qua bác nhìn cái nội thất của đẩy cũng như là nghe lại cái chất âm. Con đẩy này giá là 3,3 triệu với nhá, giá rất hợp lý thôi chơi. Mặt mũi đẹp, quan trọng nội thất linh kiện máy móc thì nói chung là con đấy như mới luôn. Đấy, tơ tụ tiếc các thứ linh kiện máy móc đẹp như mới luôn nhé. Đây, tín hiệu cắm thẳng vào từ máy tính mà rất là hay luôn. Đấy thì em báo giá cũng như là tiếc chất âm để các bác nghe được nhé. Con này là mạch Class H đó nhé, mạch Class H. Giá của nó là 3,3 triệu. Tiếng rất là hay. Em xin chào bác nhé.